Ở loạt trận vòng loại Euro 2024 rạng sáng ngày 18 tháng 6, đội tuyển Bỉ hòa áo 1-1 trên sân nhà. Trận hòa này khiến Bỉ tiếp tục đứng thứ hai ở bảng F, kèm áo 3 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Rõ ràng, kết quả này không thể làm hài lòng các cổ động viên đội tuyển Bỉ. Những người vốn còn chưa quên trò hề của đội bóng này tại vòng chung kết World Cup 2022 khi bị loại dù nằm ở bảng đấu quá nhẹ gồm Maroc, Croatia và Canada. Sau khi chiến dịch nhục nhã này kết thúc, Mehdi Bayat, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bỉ đã lập tức trảm huấn luyện viên Roberto Martinez, người được cho là đã phung phí thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, không giành được bất cứ danh hiệu nào trong suốt những năm nắm quyền. Kế nhiệm ông là Domenico Tedesco, cực kỳ trẻ trung nhưng tràn đầy năng lượng. Ông mới chỉ 37 tuổi, song đã từng dẫn dắt ba câu lạc bộ có tiếng là Sanke, Sparta Moscow và AB Leipzig. Thậm chí, ông còn tốt nghiệp thủ khoa ở khóa học cấp bằng huấn luyện viên cùng thời với chiến lược gia thần đồng Julian Nagelsmann. Với cái đầu đầy ắp ý tưởng và hoài bão, Tedesco hiểu rằng chấn hưng đội tuyển Bỉ vừa là một cơ hội để ông nổi tiếng khắp thế giới, nhưng cũng là một thử thách cực lớn. Bởi lẽ đội bóng này, trên lý thuyết là sở hữu dàn sao số chẳng kém đại gia nào. Giải nào cũng được coi là ứng cử viên vô địch, nhưng tinh thần thì cực kém. Đã thế, chính vì quá nhiều ngôi sao nên họ lại dễ rơi vào cảnh con gà tức nhau tiếng gáy. Chính vì thế mà mới xuất hiện câu chuyện dở khóc dở cười mới đây. Do muốn thử nghiệm xem ai là người có đủ uy tín và bản lĩnh nhất trong tập thể để lựa chọn thủ quân, ông Tedesco quyết định xoay vòng tấm băng quyền lực vốn đang thuộc về Kevin De Bruyne, người bị chấn thương trong trận chung kết Champions League và không tham dự được tập trung lần này. Hai gương mặt mà ông lựa chọn là Romelu Lukaku và Thibaut Courtois. Theo lịch, Lukaku sẽ làm thủ quân ở trận gặp Áo diễn ra vào hôm 18 tháng 6. Trong khi đó, Courtois nhận vinh dự vào trận đấu với Estonia hôm 20 tháng 6. Mặc dù vậy, thủ môn thuộc biên chế Real Madrid muốn được cầm băng thủ quân ngay ở trận gặp Áo. Hôm ấy là kỷ niệm 100 lần ra sân của đội tuyển Bỉ. Thế nên, Courtois muốn được ghi dấu bằng cách dẫn dắt đồng đội bước ra sân. Thế nhưng ông Tedesco nhất quyết khẳng định rằng kế hoạch đã định thì cứ thế mà làm. Sự cứng rắn của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ khiến cho Courtois nổi máu ấm ức trong lòng. Tuy rằng anh không dụ dỗ được vợ của Tedesco và khiến ông thầy của mình bị cắm sừng, nhưng những gì mà thủ thành sinh năm 1992 gây ra cũng khá rắc rối. Theo báo chí Bỉ, một vụ xô xát nội bộ giữa Courtois và Lukaku đã xảy ra sau trận đấu. Một số phóng viên kể lại rằng Courtois cho rằng mình xứng đáng được đeo băng vì đẳng cấp cao hơn, chứ không phải là tiền đạo hay bị mang ra làm trò cười như Lukaku. Bị động chạm, Lukaku tất nhiên cũng không thể ngồi yên và va chạm là tất yếu. Nhưng mọi chuyện không đến nỗi quá nghiêm trọng. Những tưởng sau một đêm ngủ dậy, tất cả sẽ bắt tay giảng hòa. Ai dè, đội hình đội tuyển Bỉ đã bùng mét và để cả thế giới cười vào mặt họ. Sau đó, thủ môn 31 tuổi đã vắng mặt trong buổi tập trước thềm trận gặp Estonia. Điều đáng nói, anh không hề xin phép huấn luyện viên Tedesco. Theo Het Nieuwsblad tiết lộ, Courtois đã dính một chấn thương. Mặc dù vậy, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bỉ đã phủ nhận. Trong buổi họp báo rạng sáng nay, sau trận gặp Estonia, Tedesco đã ám chỉ rằng Courtois đã nói dối và là người vô kỷ luật. Tôi ước có thể lấy lý do Courtois chấn thương, nhưng tôi không thể nói dối, huấn luyện viên Tedesco trả lời khi được hỏi về nguyên nhân thủ thành Real Madrid bỏ về chỉ một ngày trước khi Bỉ đấu Estonia ở vòng loại Euro 2024 hôm 19 tháng 6. Courtois trước đó cho biết anh rời nơi đóng quân vì chấn thương đầu gối sau khi đội ngũ y tế của Real và tuyển Bỉ thảo luận. Điều này được tái khẳng định bởi cha của Courtois, người cho rằng thủ môn 31 tuổi được phép nghỉ ngơi vì không thể thi đấu. Nhưng ông Tedesco phản bác thông tin từ phía Courtois và cho biết bản thân đã thuyết phục thủ thành này ở lại đội tuyển thêm 2 ngày nhưng bất thành. Nhà cầm quân 37 tuổi nói: "Tôi vô cùng thất vọng. Tôi luôn cố gắng bảo vệ các cầu thủ, nhưng Courtois cho rằng cậu ấy bị xúc phạm. Tôi làm mọi cách để Courtois thấy rằng cậu ấy được thừa nhận vì cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới." Ngay lập tức, Courtois không chịu ngồi yên để lắng nghe dư luận chửi bới. Anh biên một post rất dài trên Instagram để phản bác ông thầy. "Chiều hôm nay, tôi đã nghe được những lời phát biểu của huấn luyện viên Tedesco. Ông ấy đã tiết lộ một phần cũng như chủ đề cuộc nói chuyện riêng của chúng tôi sau trận gặp tuyển Áo. Tôi muốn làm rõ rằng đây không phải là lần đầu, cũng sẽ không phải là lần cuối tôi nói chuyện với huấn luyện viên xung quanh vấn đề của đội bóng. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy một huấn luyện viên đi công khai những chuyện nội bộ đó. Tôi rất thất vọng với hành động này của huấn luyện viên Tedesco. Những quyết định của ông ấy hoàn toàn không phù hợp. Trong cuộc nói chuyện với huấn luyện viên, tôi có nói với ông ấy rằng tôi không yêu cầu lợi ích cá nhân hay gì cả. Tôi chỉ muốn giải thích và mong ông ấy tránh những quyết định có thể gây hại cho đội tuyển, thứ mà đội tuyển Bỉ đã phải đối mặt trong quá khứ. Việc ai mang băng đội trưởng không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Huấn luyện viên cần cân nhắc trước khi quyết định. Tôi đã cố gắng thuyết phục Tedesco về điều đó, nhưng tôi không thể làm được. Tôi khẳng định bản thân không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi cũng trao đổi với Lukaku để làm rõ tình hình và cũng không nói với bất cứ đồng đội nào khác về chủ đề này. Ngoài ra, tôi cũng đã được đội ngũ y tế của Real Madrid và đội tuyển quốc gia kiểm tra vấn đề ở đầu gối phải. Cả hai đồng ý với kết luận để tôi rời khỏi đội tuyển và chờ chấn thương bình phục. Việc thầy trò đấu đá nhau trước bản dân thiên hạ này khiến cho các cổ động viên đội tuyển Bỉ thêm phần ngán ngẩm với các ngôi sao của họ. Nhiều sao để làm gì nếu không đoàn kết? Nhìn vào Croatia,
Ngoài ông già Luka Modric 38 tuổi gánh muốn gãy cả lưng thì chẳng còn sao nào cả. Họ cũng không có danh hiệu nào trong nhiều năm qua, nhưng tất cả đều ngả mũ thán phục Croatia. Họ vào chung kết World Cup 2018, bán kết World Cup 2022 và cũng vào đến chung kết Nations League 2023. Nhìn lại đội tuyển Bỉ, có lẽ chỉ có cúp đấu đá, cúp cạnh khóe nhau thì nhiều không ai bằng. Ở World Cup 2022, Kevin De Bruyne có phong độ không tốt, thế nhưng anh lại tạo ra dấu ấn duy nhất bằng cách ấn nút hủy diệt toàn đội. Trước ngày trận đấu quan trọng với Maroc, The Guardian đã trích dẫn một đoạn phỏng vấn với De Bruyne khi được hỏi liệu Quỷ Đỏ có thể nâng chiếc cúp vô địch tại Qatar hay không. Ngôi sao khoác áo Man City nhận định, không có cơ hội nào để vô địch cả, chúng tôi đã quá già. Tôi nghĩ cơ hội của chúng tôi là vào năm 2018 với thế hệ vàng đồng đều ở các tuyến. Phát ngôn đó có thể sẽ trôi vào dĩ vãng nếu bị thực sự giữ phong độ tại World Cup 2022. Dẫu vậy, kể cả việc Bỉ đánh bại Canada với tỷ số 1-0 tại trận ra quân thì đó cũng chỉ là màn trình diễn buồn tẻ và gây ru ngủ cho người xem. Chứ đừng nói đến việc Bỉ gục ngã 0-2 trước Mà Rốc ở lượt trận thứ hai. Sau thất bại tâm phục khẩu phục trên đại diện Bạc Phi, dư luận lại một lần nữa đặt câu hỏi đối với huấn luyện viên Roberto Martinez về nội tình của đội bóng. Sau tuyên bố có phần cá nhân của cậu trò Kevin De Bruyne, đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời bình luận đó tại bất cứ một kỳ World Cup hay giải đấu nào. Các cầu thủ phải nói chuyện với giới truyền thông hàng ngày. 90% trong số đó sẽ là những thông điệp tích cực, nhưng luôn có một hoặc hai lời chưa phù hợp với bối cảnh. Chiến lược gia sinh năm 1973 nhấn mạnh. Nhưng đồng đội của Kevin thì không cho qua mọi chuyện đơn giản như vậy. Gian Vertonghen bực bội sau thất bại. Bỉ đã để thủng lưới hai bàn theo cách giống hệt nhau. Đáng ra chúng tôi không nên để nó xảy ra. Tôi không nghĩ chúng tôi đã tạo ra bất cứ cơ hội nào. Có điều gì đó đã sai ở đây. Chúng tôi chắc chơi dở vì quá già. Chắc là vậy rồi nhỉ. Đồng đội cũ ở Man City, Pablo Zabaleta chê trách De Bruyne về phát ngôn không nên có. Khi bạn có một số cầu thủ giỏi nhất trong đội mà lại nói rằng chúng tôi không có cơ hội vô địch World Cup kỳ này vì đội hình quá già, điều đó sẽ gây ảnh hưởng tâm lý của đội. Chúng ta không thấy đam mê, không chiến đấu, không năng lượng, không gì cả tuyển Bỉ. Thật buồn khi họ không chiến đấu vì đất nước mình. Tóm lại, Bỉ cứ mãi là con hổ giấy chừng nào họ không thể nhìn về cùng một hướng. Nhưng với tình hình này, e rằng còn rất lâu mới có chuyện đó.